Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi bẩm sẩm trà Phúc Kiến nha. Cây này có hoành là 8 nha. Cao là 17. Còn cái tán bay đủ của nó là 27 nha anh chị cô chú. Đây, bộ đế rất đẹp luôn nha. Đây bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Đây bầu sơ dừa nha. Nó có một ít lũa thiếp âm thân ngang vị trí đây nha. Đây lũa thiếp nha. Lũa cứng. Cây quá duyên dáng luôn. Bộ đế rất đẹp luôn nha. Lên cho những co lắc. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.